Đi bộ buổi sáng hay đi bộ buổi tối là tốt nhất? Tôi xin phân tích ưu điểm và nhược điểm của việc đi bộ buổi sáng và đi bộ buổi tối. Đi bộ buổi sáng thì có không khí trong lành và giúp bạn nạp năng lượng cho một ngày làm việc, giúp bạn tinh thần thoải mái và luôn tràn đầy năng lượng, giúp bạn làm việc tập trung. Nhưng nhược điểm của nó là bạn phải dậy sớm, và đặc biệt đối với mùa đông thì rất khó khăn trong cái việc thức dậy vào buổi sáng. Còn đối với việc đi bộ vào buổi tối thì ưu điểm của nó là giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày làm việc, giúp bạn ngủ ngon và ngủ sâu giấc. Nhưng nhược điểm của nó là ô nhiễm môi trường, đặc biệt là bạn đang sống ở thành phố. Vậy thì bạn nên lựa chọn đi bộ buổi sáng hay đi bộ buổi tối nếu bạn muốn bắt đầu một ngày làm việc luôn tràn đầy năng lượng, tỉnh táo và tập trung thì bạn nên đi bộ buổi sáng là tốt nhất. Còn nếu bạn muốn thư giãn, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon thì bạn nên đi bộ vào buổi tối. Còn riêng tôi thì tôi đi kết hợp cả hai, cả buổi sáng và buổi tối là tốt nhất. Và thời gian phù hợp là buổi sáng là từ 6 giờ đến 7 giờ, buổi tối là từ 16 giờ đến 19 giờ. Lưu ý là bạn cần lắng nghe cơ thể cũng như là bố trí thời gian đi bộ phù hợp với mỗi người bạn nhé.